chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Nếu như nói về tính thời trang thì các dòng đồng hồ thông minh khác khó có thể so sánh được với những chiếc Apple Watch. Tuy nhiên, dòng đồng hồ của Apple chỉ thích hợp dành cho những người làm việc trên smartphone nhiều là chính. Còn đối với những người yêu thích thể thao và mong muốn tập luyện một cách nghiêm túc thì sao? Các dòng đồng hồ của Apple không thể nào so sánh được với dòng Garmin, đặc biệt là Garmin Forerunner 935. Về cơ bản thì hai sản phẩm này thuộc hai phân khúc sản phẩm khác nhau. Một cái là smartwatch, còn một cái là sportwatch, cho nên so sánh với nhau thì cũng hơi khập khiễng. Chính vì vậy, riêng cho dân thể thao thì đồng hồ Garmin luôn là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Và bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu sâu vào các tính năng mà chiếc đồng hồ này có thể mang lại nhé. Đầu tiên là về thiết kế, nếu so sánh với dòng Fenix 5 thì chiếc đồng hồ này hơi bị phong cách quá. Nó nhìn ít nặng nề hơn và cũng không có lớp vỏ bằng kim loại mà thay vào đó là một lớp vỏ nhựa. Nhờ vậy mà chiếc đồng hồ này rất nhẹ, chỉ khoảng 49g với độ dày khoảng 13,9mm, trông lớn hơn Forerunner 235 một chút mà thôi. Đây cũng là một điểm cộng của các sản phẩm này mà mình rất thích vì phần lớn chẳng ai muốn đeo cục tạ trên tay khi chạy bộ hay là bơi đúng không? Tuy vậy, nhiều bạn có thể sẽ hơi thất vọng nếu như đã yêu thích sự sang chảnh của Fenix 5X, nhưng yên tâm, Forerunner 935 sẽ mang lại cho bạn những đền bù khác cực kỳ xứng đáng, dù bên ngoài hơi giống mới đồng hồ thông minh cho trẻ em. Garmin Forerunner 935 có kích thước màn hình 1,2 inch cùng độ phân giải là 240x240 pixel. Điểm mình thích ở chiếc đồng hồ này là màn hình của nó luôn sáng nên bạn có thể dễ dàng nhìn thấy thông tin trên đồng hồ, chứ không như một số đồng hồ thông minh khác, bạn phải đưa tay lên thì màn hình mới sáng. Mặc dù là không có tính năng quẹt quẹt thời thượng nhưng mà nó cũng được trang bị đến 5 nút bấm xung quanh với các chức năng được in trên vỏ máy. 5 nút này bao gồm Light, Up, Down, Start, Stop và Back. Mặt sau là cổng sạc với thiết kế độc quyền cùng cảm biến đo nhịp tim. Đồng hồ sử dụng dây có chiều rộng là 22mm, có nghĩa là bạn có thể sử dụng chung dòng dây Quickfit 22 của Garmin Fenix 5. Dễ dàng thay đổi từ loại dây đeo silicone dáng thể thao sang dây đeo bằng da cổ điển và thậm chí là dây đeo bằng kim loại cao cấp. Nhìn chung về thiết kế thì đẹp, thể thao nhưng mà không quá hầm hố, thoải mái để đeo đối với đại đa số người Việt. Tuy nhiên, đeo cái này mà mặc áo sơ mi thì cũng hơi kỳ, nhưng mà thích thì đeo thôi, ma nào cấm. Nhiều bạn chắc cũng thắc mắc là nhìn thiết kế có vẻ con nít, vậy có chống nước không? Thì bạn an tâm, theo chuẩn Garmin là đồng hồ có khả năng hoạt động tốt ở độ sâu 50m nhé. Về tính năng, đồng hồ này dành cho những người gọi mình là dân thể thao chính hiệu hay dân phong trào, đầy đủ với các môn thể thao chính như là chạy bộ, đạp xe, bơi hồ, bơi biển, chạy địa hình. Nói chung đây đầy đủ 3 môn thể thao phối hợp. Ngoài ra thì bạn có thể theo dõi hoạt động đi bộ đường dài, chạy theo đường mòn, trượt tuyết, chèo thuyền, chơi golf. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra thì Garmin Forerunner 935 đều có. Em nói thì chắc không dành cho mấy bạn chỉ tập trung trong phòng tập chơi cho vui đâu. Bản thân mình không phải là người tập luyện thể thao chuyên nghiệp, thế nên việc tiếp xúc với một thiết bị theo dõi và hỗ trợ tập luyện thể thao như là Garmin Forerunner 935 làm mình e ngại lúc đầu. Vì khi đọc hướng dẫn sử dụng thì em nó thật sự là rất nhiều. Với mình chỉ quan tâm đến việc chạy thôi nên sẽ tập trung vào nó. Tính năng hỗ trợ theo dõi việc chạy bộ trên Garmin Forerunner 935, nó được thể hiện các thông số cần thiết như pace, số km đã chạy. Nếu có GPS thì nó thể hiện được cả quãng đường chạy trên bản đồ. Tính năng theo dõi GPS mình khá thích trên chiếc đồng hồ này vì nó cực kỳ nhanh, chỉ khoảng trên dưới 10 giây. Một điểm cộng nữa là nó định vị GPS tốt, ngay cả khi có vật cản trên hành trình như là các tòa cao ốc lớn hay là khối cây lùm xùm. Còn về track thì có vẻ hơi lệch đâu đó khoảng 3% so với các thiết bị khác. Về phần theo dõi nhịp tim thì Garmin Forerunner 935 phản ứng chậm hơn so với phản ứng thực tế mình đã ngưng chạy. Nhịp tim bắt đầu giảm nhưng 5 đến 10 giây sau thì Garmin Forerunner 935 mới bắt đầu phản ứng. Garmin vẫn đang sử dụng công nghệ đo nhịp tim Elevate nhưng mà đã nâng cấp lên phiên bản 2.0, không còn thay đổi về các phần cứng, chỉ là cải tiến thêm các thuật toán trong phần mềm để phân tích và đảm bảo các dữ liệu vừa chính xác vừa hữu ích. Đối với các hoạt động hàng ngày của bạn, đồng hồ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan nhất như là đếm bước chân, theo dõi quãng đường, số tầng đã leo, đặc biệt là theo dõi giấc ngủ. Với 935 thì việc đo khá cơ bản nhưng cũng đủ để thấy rằng mình ngủ bao nhiêu tiếng, ngủ sâu trong bao lâu và ngủ nông trong bao lâu. Mặc dù là phải thường xuyên ghi nhận dữ liệu từ mình nhưng mà Garmin cũng rất quan tâm khi liên tục nhắc nhở mình nên vận động nhiều hơn. Nhưng mà mình lười quá nên mà thôi cũng kệ nó.
Một tính năng sáng giá khác của Forerunner 935 là khả năng đồng bộ thông báo với điện thoại. Khi mà kết nối điện thoại với đồng hồ, các thông báo sẽ được hiển thị rõ ràng trên màn hình. Mặc dù hầu hết các thông báo mình đều xóa đi, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể gọi điện lại chẳng hạn. Tất cả đồng hồ của Garmin đều được kết nối thông qua ứng dụng Connect của hãng. Giao diện đầy đủ, thể hiện nhiều thông tin cần thiết, nhưng mà đối với người mới dùng Garmin như mình thì thiệt tình là quá nhiều, thậm chí phải nói là ngộp trong đống dữ liệu luôn. Được cái dữ liệu cần thiết được thể hiện ngay trong một trang, nhưng mà những vận động viên phong trào như mình có thể coi là 1 đến 2 trang là biết những thông số cần thiết rồi. Cả những bạn nào muốn phân tích sâu hơn thì cũng có thể coi thêm những trang khác nữa. Về thời lượng pin của M935 này thì cũng cực kỳ đáng nể. Theo hãng công bố thì máy có thể hoạt động liên tục trong 24 tiếng ở chế độ GPS và 60 giờ nếu ở chế độ tiết kiệm pin Ultra Charge. Nếu chỉ dùng làm đồng hồ không thôi thì có thể hoạt động liên tục trong 2 tuần và không cần sạc. Với cường độ trung bình, nhận thông báo tin nhắn cơ bản thì nó cũng rất lì đòn với 10 ngày sử dụng liên tục. Garmin sẽ không bao giờ làm mất dữ liệu của bạn chỉ với lý do hết pin. Khi mà lượng pin xuống mức nguy hiểm, nó sẽ lập tức lưu lại tất cả hoạt động của bạn trước khi tắt hoàn toàn, đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được lưu lại đầy đủ nhất. Có thể nói với một người mới tiếp xúc với một thiết bị theo dõi và hỗ trợ tập luyện thể thao chuyên nghiệp như là Garmin Forerunner 935 thì có mang lại cho mình rất nhiều hứng thú trong tập luyện. Những người chỉ có nhu cầu đơn giản là nâng cao sức khỏe thì cũng có thể tiếp cận để sử dụng. Giá của Garmin Forerunner 935 theo mình là không quá cao so với các thiết bị khác có cùng tính năng trên thị trường. Nếu bạn không có điều kiện dùng Garmin 935 thì cũng có thể sử dụng Garmin Vivo Sport cũng rất tốt, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cơ bản và mình cũng đã từng review em nó trước đây rồi. Các bạn có thể tìm xem lại ở đây nhé. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới của tụi mình và đừng quên để lại một like và subscribe ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.